Chào các bạn, lại quay lại với kênh dây chằng hàng Tăng Đơn. Mình là Vinh. Thì ngày đầu năm mới thì mình xin chúc tất cả các khách hàng một năm mới an khang và thịnh vượng. Thì đây cũng là video đầu tiên trong năm mới mình làm về sản phẩm lưới bún Ballet. Thì trong một năm vừa qua, sản phẩm lưới bún Ballet được rất là nhiều khách hàng tiếp nhận và sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng họ có những cái thắc mắc, thì mình sẽ sưu tầm những cái thắc mắc và những cái câu hỏi đó lại để trả lời dần dần trên những cái video của mình. Thì cái video đầu tiên mình sẽ trả lời một vấn đề, đó chính xác là làm cách nào để bảo quản lưới quấn Ballet một cách hợp lý. Việc bảo quản một sản phẩm hoặc một vật liệu dụng cụ nào đó trong kho xưởng giúp cho mình dễ tìm kiếm và dễ dàng sử dụng, tăng độ bền của sản phẩm. Thì đối với sản phẩm lưới quấn Ballet cũng giống như vậy. Thì sau khi mà chúng ta sử dụng rồi á, thì chúng ta nên gấp lại, gấp tròn lại như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp tròn lại. Thì đây, sau khi mà sử dụng á, xong á, không, mình cứ gấp đôi sản phẩm này lại. Đây, cứ gấp đôi cái sản phẩm này lại như thế này. Đó. Đây, mình sẽ dán lại những cái sợi dây này vô. Bạn thấy nè, sẽ dán lại những cái sợi dây này vô đây cho nó gọn gàng, hoặc là gọn gàng. Sau đó mình cứ liên tục cuộn tròn lại cho nó gọn. Thao tác rất là đơn giản nhưng mà nó mang lại cái sự gọn gàng cho các bạn, mà lưới nó cũng sẽ sạch sẽ hơn. Chúng ta đừng có quăng vội lưới vô góc nào đó. Sau khi mà chúng ta đóng gói lại theo chiều thẳng đứng, cũng thẳng đứng lại, chúng ta dùng đây dây thun tròn. Đây là cái mà mình trang bị cho những cái sản phẩm lưới quấn Ballet nhằm mang lại cái việc là đóng gói gọn gàng hơn cho cái sản phẩm này. Sau đó chỉ cần móc vô, thao tác rất là nhanh. Đây, vậy là xong. Sau đó các bạn nên đem lại những nơi, thì trong kho xưởng cái việc mà nên á, mình sẽ tìm một cái không gian nào đó để cái sản phẩm này và ghi chú cẩn thận, để cho cái người mà ta lần tiếp theo người ta sẽ kiếm được cái nơi mà để lưới quấn cụ thể, sẽ không có cái việc mà lưới quấn Ballet mà để lung tung. Thì khi mà chúng ta để lung tung như vậy thì trong quá trình chúng ta đi di chuyển hoặc là xe nâng di chuyển, nó sẽ làm hư hỏng biến dạng những cái thanh sắt ở trong cái lưới quấn, thế thì không, hoàn toàn là không có nên. Thì mình, lời khuyên của mình là nên tạo những nơi lưu trữ như thế này, ghi chú cẩn thận. Có thể là trong một kho xưởng không chỉ có một mẫu lưới quấn Ballet đâu, mà sẽ có rất nhiều mẫu lưới quấn Ballet khác nhau dành cho nhiều loại hàng hóa khác nhau. Thì mình cũng sẽ tạo những nơi lưu trữ khác nhau. Ví dụ như mình hãy ghi là đây là sản phẩm lưới quấn Ballet 1m khóa gì, và sản phẩm lưới quấn Ballet như thế nào, để khi mà mình sử dụng xong thì mình đem lại đúng chỗ nơi đó, để cho tiện cho cái lần sau mình sử dụng. Như thế vừa phân loại được cái lưới quấn mà vừa bảo quản được nó tốt hơn. Thì các bạn nhớ nè, mình thường luôn luôn bảo quản để lưới quấn Ballet theo chiều thẳng đứng giống như thế này nè, thì khi các bạn lấy ra xài nó rất là dễ hơn. Còn việc mà các bạn để nằm nè, thì về mặt lưới á, nó sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với đất, thì như thế nó sẽ làm bẩn, sau một thời gian dài nó sẽ bẩn lưới. Đặc biệt là đối với những công ty mà họ sử dụng lưới quấn Ballet để quấn các loại hàng hóa thực phẩm á, thì hoàn toàn sau một thời gian nữa thì nó sẽ làm bám bẩn, rớ và mất vệ sinh. Nên á, mình khuyên các bạn nên lưu trữ theo kiểu thẳng đứng giống như thế này. Các bạn có thể có một cái rổ hoặc có một cái Ballet sắt để các bạn để những cái mẫu lưới quấn Ballet theo chiều thẳng đứng, khi nào cần lấy ra sử dụng, sau đó cất và bỏ lại đúng chỗ như thế này. Thì cái việc như thế sẽ nhằm đảm bảo được là cái sản phẩm lưới quấn Ballet này các bạn sử dụng được tối đa thời gian sử dụng của nó, và hai nữa là không có cần phải vệ sinh nhiều quá, và cái mình sẽ làm sạch sẽ hơn mọi thứ. Xin cảm ơn các bạn, video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì like và share, đặc biệt là comment những cái câu hỏi mà về sản phẩm lưới quấn Ballet này. Thì trong những cái lần video sắp tới mình sẽ trả lời dần dần và chia sẻ những cái mẹo hay đến cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.